Bây giờ chúng ta đang có mặt trong khu dân cư Phú Hữu, phường An Phú, quận 9. Khu này cái trục chính của dự án mình. Bên tay phải của chúng ta là dự án Sky 9 First Home Sun Tower. Đây, đã bàn giao nhà. Cái lốc CT3 này đang bàn giao nhà cho khách hàng, chuyển nhượng nhà về sửa chữa bên trong. Bây giờ chúng ta đi vô sâu bên trong nữa, đó là dự án House Neo của chủ đầu tư châu Âu đến từ Luxembourg, công ty là Azland, đại diện ở Việt Nam. Tòa này đã bàn giao một năm rồi, CT1. Căn này thì xây hơi khít bên trong để né được cái ngã ba. Chúng ta có thể thấy là cư dân về đây bắt đầu khá là nhiều rồi, chứ cách đây một năm rưỡi trước thì khu này vắng, rất là vắng. Quán cà phê này lấy tên là House Neo luôn. Rất là đẹp ha anh chị. Mình hiện đang có 3 căn chuyển nhượng lại, 2 phòng ngủ, căn gốc. Các anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm về dự án này. Và đang khoảng 1-2 tháng nữa là bàn giao căn hộ cho khách hàng rồi. Đây mình đang có những cái căn gốc ở đây. Ở đây là căn bên trong này, tầng trung. Công nhân bây giờ hiện đang ra tới giờ nghỉ rồi. Bây giờ là 4 giờ rưỡi, 5 giờ chiều rồi. Bắt đầu tăng ca. Cái dự án này lại có khoảng 560 căn, chia làm 3 lốc, 2 lốc bên đây và 1 lốc ở giữa là 10 tầng, và 2 lốc ở bên là 18 tầng. Chúng ta có cái căn shop house ở bên dưới. Có phía bên tay phải của chúng ta là cái con kênh nhỏ, con kênh này cũng khá là rộng và nước là nước chảy, chứ không phải là nước chết ở đây. Sát bên là có khu biệt thự. Đây là có một khu biệt thự. Phía sau lưng là cũng là khu biệt thự của Kikyo Nam Long. Khoảng 100 căn biệt thự phía sau lưng. Nên cái dự án này không bị chắn view. View rất là đẹp. Xung quanh là chúng ta có thể thấy là bên đây chỉ là khu nhà phố thôi. Một trệt, hai lầu và một tầng sân thượng. Thiết kế như vậy. Các anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0979 676655 để được tư vấn thêm chuyển nhượng về các căn hộ. Mình cũng sử dụng số điện thoại này cho Zalo, Viber, Telegram, WhatsApp.
Các anh chị hãy subscribe kênh YouTube để theo dõi các video clip tiếp theo về các dự án của quận 2, quận 9 và các dự án hạ tầng xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại.